Cũng trong sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo hợp tác chiến lược về tăng cường khả năng chống chịu của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư. Trong khuôn khổ hội thảo, dự án môi trường đầu tiên tại Việt Nam do Quỹ Khí hậu Xanh Thế giới tài trợ đã được công bố. Số tiền tài trợ cho dự án lên đến gần 30 triệu đô la Mỹ. Dự án được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Chính phủ Việt Nam. Hai địa phương được triển khai đầu tiên trong dự án này là Thanh Hóa và Cà Mau. Thời gian dự kiến bắt đầu từ tháng 8 năm nay. Dự án được kỳ vọng sẽ tập trung hỗ trợ các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tránh khỏi những tác động do những trận bão lũ thường xuyên xảy ra, cải thiện sinh kế cho cư dân tại các địa phương này. Việt Nam là một trong 30 nước trên thế giới bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu, nên dự án này được coi là hết sức cấp bách trong thời điểm hiện nay.